À, chị Lý đấy hả? À, chị vào đây ngồi ăn lợn với vợ chồng tôi. Dạ em không dám ạ, à, ông bà cứ tự nhiên ạ. À. Dạ, dạ bẩm ông bà, nhà em mới đẻ đàn lợn chúng con ạ. À. Em biết dạo này bà bụng to, đi lại khó khăn, thế cho nên là em mang con lợn sang đây là để hiếu bảo ông cho nó đỡ khuột ạ. À. Trời ơi, cái nhà chị Lý này hay thật. Ở đây là người ta ôm chó ôm mèo, ai được ôm lợn bây giờ? Thế thì ông cũng biết đi ạ, bây giờ trên kinh thành chơi lợn ỉ nó là xu thế ạ. À. Đây bà ngắm xem, nó đáng yêu thế này cơ mà, còn nhỏ.